em nhá. Chào mừng em chàng trai của mình hôm nay thì đang tận cảnh các em trai hai giải dương vương bé hỗ trợ điểm mù toàn bộ lần hỗ trợ điểm mù các bạn nhá, cả lái và phụ luôn đấy. Khi các bạn tháo ra thì bên trong là có hai cái tâm niệm đây các bạn bỏ tâm niệm đi bình nhá, vứt tâm niệm đi, không dùng tâm niệm nữa các bạn, mất trực tiếp một tuần thôi thì nó mới vừa được cốt, còn nếu các bạn để tâm niệm không vừa các bạn nhá. Ok, một tuần ba bên nào cho các bạn nhá. Đấy. Đó. Vị trí bắt thì các bạn bắt ở cái vị trí em đi anh khách. Các bạn bắt ở cái vị trí dưới cuống các bạn nhá. Dưới cuống này các bạn bắt đây này. Đó, nó vừa luôn. Đó. Bạn cho anh nó vào đây. Đó. Rất đơn giản luôn. Con này xoay 360 độ các bạn nhá. Xoay tròn được các bạn bắt không ạ? Xoay tròn các bạn nhá. Đó, các bạn bắn nó vào. Đấy, các bạn xoay tròn. Đấy, tôi được anh em để ngang như này, các bạn đá được hết cái đá được cái sườn xe của các bạn có thể xoay tròn này các bạn này. Đó. Xoay tròn các bạn nha. Đấy, như thế được anh em để như này thì đá nó thùng xe rộng hơn. Đúng rồi, như thế thì em nhìn xe rộng hơn. Bên phụ ok chưa? Bên phụ ok chưa? Bên phụ ok chưa? Ok. Ok chưa? Dạ. Ok. Lên trên đi. Tí nữa lên trên tí nữa đúng không? Cú pha tí vào cả à vào cái gì à vào rồi ok anh cho kính ra nhá. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Đây các bạn này. Đá hết sườn xe luôn các bạn nhá. Con này nó rất là rộng luôn. Nó gần như là nó ra đến tầm khoảng mất 10 phân thì các bạn sẽ đá được hết cái bên phụ luôn. Thì rất nhiều anh em vươn cánh cửa bị khuất. Đó các bạn thấy không? Các bạn nhìn hình dung, các bạn hình dung ra như này. Các bạn đá hết cái gương các bạn. Đó các bạn thấy không? Hình dung, các bạn hình dung ra. Đá hết luôn. Ok cho anh em, rất đơn giản luôn. Đó, cái xe của anh trai là Hyundai Mighty các bạn nhá. Đời nhập khẩu.